Rồi, chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay giao lưu với bạn một cây sâm núi đổ. Đó, cây đổ nha. Đó, đây. Điển đổ luôn. Cành nhánh cơ bản có hết rồi nha. Đó, cành nhánh cũng tương đối lớn rồi nha. Đó, đặc biệt cái đây. Đó, đang lên nu luôn nha. Đó, thân đang lên nu luôn. Đây, quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Nè, lên nu nè. Ồ, dưới chiếc lá đó, đang lên nu luôn rồi nha. Đó, xù nè. Đó, lên nu xù luôn. Đó, hoành 8 cm nha các bạn. Đó, cỡ cái em nè, 8 cm. Đó, đổ dài từ đây đến đây là 65. Đó, cao cái ngọn chắc cỡ 10 cm thôi. Đó, thân lắc lượng luôn nha. Đó, các bạn có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979 582 872. Đó, sâm núi trái nha. Cây đang lên xù nè. Quá trời, đang lên rất là nhiều luôn. Đó, cây này cây sâm thường nhưng mà lên xù nha. Cây này sâm thường mà lên xù nha các bạn, chứ không phải sâm xù nha. Sâm xù là quá bình thường rồi. Đó, sâm thường mà lên xù nè. Đó, đổ từ đây đến đây là 65. Đó, hoành thân là 8 cm. So sánh ngón tay em mà đúng 8 cm luôn, cứng dây thước luôn nè, lên xù các bạn xem nè. Đây chi tiết cho các bạn xem luôn nha. Rồi các bạn xem thấy hay cho em một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Con xe TG, con xe Tiền Giang nha, em ở Cái Lậy Tiền Giang. Các bạn có nhu cầu mua giống sâm trái em có bán luôn nha, có bán giống sâm trái và sâm trái thường và sâm trái xù luôn nha. Rồi, chào tất cả các bạn nha.